Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 20. Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Gần tới giờ, nhưng mà chúng ta phải học hết cái bài này chút xíu nữa, còn chút nữa là hết chúng ta nghỉ. Khi mà chúng ta xả cái giác chi như vậy á, thì nó tức là nó ở trong một cái trạng thái buông xả hết vật chất. Thậm chí như cả cái thân này nó cũng không còn tiếc nữa. Ai có muốn lợi sinh cái đầu nó cho liền, nó cũng không có nói rồi. Đừng có làm vậy đau đớn hay này kia nó. Làm cái xin cái gì, bây giờ xin cái gì nó cũng cho hết. Nghĩa là xả giáp chi. Thí dụ như bây giờ người ta nói thầy làm ơn thầy cho tôi cánh tay đi, thì nó vẫn chặt nó cho liền, nó còn không thấy đau, thấy đớn, nó không thấy gì hết. Đó là gọi là xả giáp chi. Bởi vì trong cái xả giáp chi nó có một cái khinh an, nó làm cho cái tâm của người đó nó không còn dính mắc cái vật gì nữa. Đối với thân này nó. Cho nên chúng ta nói về thất giáp chi thì hầu hết là chúng ta phải thực hiện tất cả những cái pháp tu cho nó rất là rốt ráo rồi, thì lúc bây giờ cái giáp chi nào nó cũng có hết. Chứ không phải là chúng ta tu tập cái giác chi được, mà chúng ta tu tập các pháp trên kia như là định chánh niệm tỉnh giác, định hơi niệm hơi thở, định vô lậu, chúng ta tu tập những cái đó để cho chúng ta thực hiện được những cái tâm ly dục ly ác pháp, rồi nhập bốn thiền. Sau khi nhập bốn thiền rồi thì chúng ta muốn ở trong cái giác chi nào, cái trạch pháp, cái khinh an giác chi, cái hỷ giác chi, cái niệm giác chi, hoặc là cái xả giác chi, định giác chi, chỗ nào là chúng ta cũng có hết. Nghĩa là chúng ta muốn cái chỗ đó là cái chỗ đó có. Cho nên tu tập như vậy là gọi là mới là rốt ráo, mới có thành tựu được. Còn bây giờ nói vậy chứ, người ta xin mình ngón tay vậy, cái mình tiếc nó, giờ tôi 10 ngón mà chặt tôi lấy ngón vậy là tôi thành 9 ngón làm sao? Coi sao được. Thì như vậy là mình còn sợ xấu rồi. Còn cái người mà có cái xả giáp chi, xin ngón tay họ chặt ngón tay họ cho. Họ thấy không phải là cái chuyện họ còn tiếc đối với cái thân này nữa, cái gì họ cũng xả hết, họ không tiếc cái gì. Xin cái gì họ cho nấy, xin cái chân họ cũng chặt cho cái chân nữa. Mặc dù là họ không có suy nghĩ như thế nào là như thế nào hết. Nghĩa là người đời người ta nói nếu mà cho cái chân vậy chắc mình đi cà nhắc, rồi mình đi có một chân làm sao. Nhưng mà cái người mà xả giáp chi họ không có quan trọng cái vấn đề đó, một chân hai chân gì cũng được, tại cái nghiệp của mình vậy. Thì cho người ta cái chân đó là mình chấm cái gậy thêm mình đi không có gì sợ. Còn bây giờ mình sợ mắc cỡ chống cây gậy, người ta nói ông cục chân, ông có một chân thì mình xấu hổ. Còn cái tâm mà xả giác chi nó không có xấu hổ gì nữa, nó không có cái gì mà gọi là nó còn chướng ngại trong tâm đó. Này các thầy tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bãi giác chi. Đó là bây giờ chúng ta đã tu tới cái bãi giác chi, là chúng ta đã hiểu được cái giác chi nó như thế nào. Chứ không phải có nhiều người giảng pháp tứ giác chi là phải đem cái giác chi đó ra để mà tu tập. Nhưng mà trong khi đó chúng ta tu tới đó, nó sẽ xuất hiện cái giác chi đó. Thì trong khi đó mà khi mà xuất hiện giác chi đó thì chúng ta phải giữ cái giác chi đó. Do đó gọi là tu giác chi. Thí dụ như bây giờ có cái khinh an, có một cái tâm mà niệm giác chi, nó thực hiện ra cái niệm đó như vậy, thì chúng ta cứ giữ cái niệm đó cái dài hoài, thì chúng ta sống ở trong cái niệm giác chi đó, tức là cái bồ đề đó, cái giải thoát đó. Đến đây chúng ta xin chấm dứt. Ngày mốt chúng ta sẽ tiếp tục học tứ niệm xứ nữa, và chúng ta tiếp tục học tứ thánh định. Thì đến đây xin các thầy nghỉ. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học. Trước khi học thì thầy trả lời một số câu hỏi của các thầy và các cô. Bữa nay chúng ta sẽ học hết cái bài tứ niệm xứ, và đồng thời thì có một số quý thầy hỏi về cái tứ niệm xứ có những cái phần rất là cụ thể, rồi thầy cũng sẽ trả lời. Câu hỏi thứ nhất á, ở đây là hải tâm, nhưng mà hôm nay hải tâm thầy thấy không thấy là chắc đi bằng công việc gì rồi. Thưa thầy, tâm bất động là tâm dễ quay vào trong, phải không thưa thầy? Trạng thái như thế nào biết tâm quay vào trong? Khi tiếp duyên nhiều, muốn tâm quay vào trong thì con phải tu như thế nào? Đáp: tâm ly dục, ly ác pháp là tâm bất động. Khi nào mà cái tâm của mình mà nó ly được cái lòng ham muốn với các ác pháp như tham sân si thì nó sẽ là bất động. Mà tâm mà nó bất động thì nó không còn phóng dật. Phóng dật, chữ phóng dật của Phật ở đây là cái tâm của mình nó chạy theo trần cảnh. Mà cái tâm gọi là chạy theo trần cảnh thì nó do sáu cái cửa của nó mà nó chạy theo. Ví dụ như mắt thì nó thấy cái sắc, cái vật này vật kia, cái hình ảnh này hình ảnh kia. Tai thì nó nghe âm thanh,
mũi thì nó ngửi mùi hương, mùi thơm, mùi thúi, lưỡi thì nếm những cái vị do cái ly, cái ác pháp với cái tâm dục á, thì cái tâm nó sẽ không phóng dật ra. Mà nó không phóng dật tức là sáu cái mắt tai mũi miệng thân ý của mình á, nó sẽ đóng lại, tức là nó không phải là nó nhắm mắt lại hoặc là nó bịt lỗ tai nó lại, nó vẫn nghe nhưng mà cái tâm nó không có duyên theo những cái cảnh vật âm thanh sắc tướng ở bên ngoài. Cho nên vì vậy mà cái tâm luôn luôn lúc nào nó cũng thanh thản, còn cái tâm mà phóng dật luôn luôn nó chạy ra ngoài, cho nên mỗi cái sắc tướng hình sắc âm thanh gì bên ngoài thì nó bị dính mắc liền, nó thấy cái đó nó phân biệt ra, nó cái đó nó đẹp, cái đó nó xấu, cái đó nó như thế này thế khác, cho nên nó làm cho cái tâm nó dễ bị dính mắc. Chỉ phóng dật ở đây có nghĩa là cái tâm nó luôn luôn nó đón tiếp những cái sáu cái trần ở ngoài, nó đón tiếp để nó nhận vào, nó sanh ra cái tâm thương mến hoặc là giận hờn phiền não, nó mới trở thành cái ác pháp. Cho nên vì vậy mà khi mà cái tâm ly dục, ly bất thiện pháp á, là cái tâm bất động, mà cái tâm bất động là tâm không phóng dật, nó không chạy theo trần cảnh nữa, tự nó quay vào trong thân nó. Bây giờ nó cứ nhìn vào cái hành động của thân nó, cái thân nó thở nó biết nó thở, cái thân nó rung động một cái gì ở trong thân nó đều biết hết, nó đều biết rõ hết. Mà lúc bây giờ không phải nó quay vô như vậy mà nó buồn ngủ, nó bị hôn trầm, nó rất tỉnh táo mà nó không chịu nghe ra ngoài nữa, mà nó cứ nghe ở trong thân của nó mà thôi. Lúc bây giờ cái người mà tu tập á, khi mà cái tâm nó quay vào trong rồi thì cái người tu tập không cần phải tập trung, không cần phải tập trung trong hơi thở, hít thở này kia, mà tự nó biết với cái hơi thở của nó, rồi cái hơi thở nó tự động, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoảng, nó hơi thở, nó làm cho chúng ta luôn lúc nào cũng không có dụng công, không có cực nhọc cái gì hết. Nghĩa là ngồi đâu thì nó dính đó, nó dính với cái tự nhiên của nó dính với cái hơi thở của nó vậy đó. Đó gọi là tâm ly dục ly ác. Mỗi động dụng của thân nó đều biết rất rõ, cái gì ở trong thân của nó biết rõ. Còn bây giờ ở trong thân của chúng ta động dụng chứ cái tâm của chúng ta nó mắc ở ngoài, nó luôn luôn nó tiếp xúc sáu trần ở ngoài, nó chờ đón, nó nằm ở chỗ nào đó nó chờ đón mà nó không có chịu quay vô trong. Cho nên nhiều khi cái thân của chúng ta sắp sửa bệnh nặng thì nó phải có những cái trạng thái diễn biến của cái bệnh đó, nhưng mà chúng ta cũng không biết nữa. Còn cái người mà cái tâm mà quay vô trong á, thì những cái trạng thái mà có thể sắp xảy ra cái bệnh gì đó, như bây giờ cái tai của chúng ta sắp sửa mọc cái một rễ, thì nó cái hiện tượng mà cái tâm của người phóng vô trong á, thì cái hiện tượng mà sắp sửa nó nổi lên cái một rễ, nó phải có báo cái hiện tượng ở tại cái chỗ đó nó sẽ như thế nào. Nhưng vì cái trạng thái mà nó sắp sửa cái thọ chỗ đó đó, nó chưa có thô, nó quá vi tế, cho nên cái tâm chúng ta mắc phóng ra ngoài, cho nên nó không biết cái đó. Đến chừng mà nó nhức nhối này kia khó chịu á, thì lúc bây giờ cái tâm nó mới chịu quay vô cái chỗ đau đó. Do đó mà chúng ta mới thấy chỗ đó bắt đầu nó đỏ, nó sưng lên, rồi bắt đầu đó mà nó nung mủ, nó làm cho chúng ta đau đớn, khổ sở, khó chịu. Đó là cái tâm nó phóng ra ngoài, cho nên cái vi tế ở trong thân của chúng ta xảy ra thì nó không biết. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi đây chứ chúng ta chưa biết cái nhịp tim chúng ta đạp, nhưng mà khi nào chúng ta tập trung được thì chúng ta thấy cái nhịp tim chúng ta đang đạp, nó rõ ràng là ở trong thân chúng ta đang hoạt động đó. Như bây giờ cái mạch máu nó đương lưu thông, nó chạy trong khắp cùng cơ thể chúng ta, nhưng mà bây giờ chúng ta không biết nó đang chạy hay không chạy, chúng ta chẳng nghe gì hết. Do đó là cái tâm của chúng ta nó chưa có quay vào trong. Vì cái sự quay vào trong đó mà Đức Phật gọi là định tĩnh, tức là tỉnh giác đó, sức định tỉnh giác đó. Cho nên chúng ta hiện giờ mà tập ức chế tâm đó, cũng là tập cho cái tâm nó quay trở vào trong để cho nó tỉnh giác đó. Còn cái này khi mà mình ly dục ly ác pháp rồi thì cái tâm nó thanh tịnh, thì nó có cái sức tỉnh giác đó, cho nên nó quay vào trong, cho nên nó rất tỉnh, cái mỗi cái hành động gì ở trong thân nó đều biết. Đó. Tâm quay vô lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng, hỷ lạc. Nãy cái tâm mình nó quay vô rồi thì biểu nó ra ngoài nó cũng không ra nữa, biểu nó tiếp nhận một cái gì đó thì nó cũng không tiếp nhận nữa, nó không có ra ngoài. Cho nên nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó hỷ lạc, vì không phóng ra nên lúc nào tự nó cũng quay vào trong. Mọi hoạt động trong thân nó đều biết rõ, nhưng lại bên ngoài thì nó cũng chẳng biết cái gì ở bên ngoài hết. Nghĩa là cái gì ở trong thân thì nó biết, mà ở bên ngoài nó không biết. Âm thanh sắc tướng bên ngoài nó không có nghĩa gì đối với nó hết. Bây giờ không có tác động, không có làm cho nó khởi cái ham muốn cái gì ở bên ngoài được hết. Khi tiếp duyên nhiều,
ở câu hỏi này khi tiếp duyên nhiều muốn cho tâm mình quy vô thì mình phải tu cái pháp gì? Nó hỏi thầy như vậy. Khi tiếp duyên nhiều á, con muốn tu muốn cho tâm quay vào trong thì phải tu tập cái gì? Thì thầy trả lời, khi tiếp duyên nhiều, tức là mình tiếp duyên chuyện này chuyện nọ kia, với nói chuyện này chuyện kia với người khác, nhưng mà đây là những cái chuyện mà mình nói, đây là cái chuyện cần thiết, chứ không phải là cái chuyện phiếm mà ngồi nói chuyện thiên hạ đó, thì cái chuyện đó thì nó không đúng tính cách của người tu rồi. Cho nên chúng ta miễn nói về cái người mà hay nói chuyện phiếm, mà đây là nói cái chuyện. Nói chuyện là gì? Bắt buộc là có khách, mình phải tiếp chuyện, rồi họ nói mình chịu khó, mình ngồi đó để mình nghe họ vậy thôi. Hoặc là họ hỏi một hai cái gì đó, mình trả lời với họ thôi. Đây là cái sự bắt buộc, chứ còn thật sự ra cái sự tiếp duyên của mình thì mình không bao giờ mình muốn tiếp duyên một người mà tu thì không bao giờ muốn tiếp duyên. Cho nên trong Đạo Phật nói mình sống trầm lặng, sống một mình, ca ngợi và tán thán sự trầm lặng đó, sự độc cư một mình. Cho nên cái tiếp duyên này là gì? Cái sự bắt buộc mà tiếp duyên. Nhưng mà mình tiếp duyên như thế nào đúng? Như thế nào sai? Bây giờ tiếp duyên thì tức là trong khi mà mình muốn mà tiếp duyên như vậy là mọi cái sự kiện mà mình tiếp thì mình phải quán xét cho nó cái đó là cái sự bắt buộc của mình, chứ không phải là cái mình muốn tiếp duyên họ, mà những cái duyên mà họ nói chuyện này chuyện kia nó làm cho mình bị động tâm thì mình qua quán xét, mình xả bỏ nó đi. Ví dụ như gia đình mình chưa có biết cái gia đình mình xảy ra gì, thì mình tiếp duyên người khách đó, họ nói gia đình mình hôm nay nó bị dày bị gắt làm cho mình động tâm, thì mình phải quán xét qua nhân quả, mình xả nó đi. Muốn mà cái tâm mình nó được quay vào trong á, thì luôn luôn lúc nào đó, thì mình cũng tu tập tứ chánh cần để cho mình thấy cái ác pháp mà mình ngăn chặn nó, mình ngừa nó, không cho nó xâm chiếm vào cái tâm của mình, thì do đó cái tâm nó sẽ quay vào trong. Cho nên ở đây thầy trả lời, khi mà tiếp duyên nhiều á, con muốn tâm quay vào trong á, thì phải tu tập tứ chánh cần, ngăn ngừa các ác pháp không cho sanh, đoạn dứt các ác pháp, dùng pháp hướng và định vô lậu xả tâm nhanh chóng. Nghĩa là có ba cái lại định, mà trong khi mà chúng ta tu tứ chánh cần đó, thì chúng ta dùng ba cái lại định đó, mà ba cái loại định đó thì nó ngăn ngừa, nó làm cho các pháp ác không sanh và đoạn dứt các pháp ác. Do các pháp ác không sanh đó, thì cái tâm nó sẽ quy vô, bởi vì mình ly dục ly ác pháp, tức là ở trong các pháp ác nó không sanh được á, mà nó không tăng trưởng được á, thì tức là nó tăng nó đó là ly dục ly ác pháp. Đó là cái giai đoạn mà cái câu hỏi để cho chúng ta biết tu tập để cái tâm nó quay vào trong. Mà cái người mà thường tu tập ba cái định này á, thì cái tâm nó sẽ quay vào trong. Nghĩa là tới một ngày nào đó nó xả được cái các pháp ác rồi thì nó sẽ quay vào trong. Hỏi: hôm nay á, con được thầy và cô Diệu Quang cho học thêm về tứ chánh cần, định tư cụ, đó là giới hành và tứ niệm xứ để thân tâm được thanh tịnh. Nó rất quan trọng và quý giá vô cùng. Nhờ đó chúng con tu tập các thiền định sau này nên phải nỗ lực siêng năng đem hết nghị lực mới thực hiện được, chứ không đơn giản tầm thường như bao nhiêu người tưởng vào chùa là ăn chay niệm Phật tụng kinh bái sám sống hiền lành là xong. Hồi xưa con cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ con đã biết cả một sự chiến đấu chồng cả một sự chiến đấu đầy gian nan, thắng vạn quân không bằng thắng chính mình, thắng mình mới là chiến công quân liệt. Quyết tâm thực hiện cho bằng được đạo giải thoát không phải là việc làm tầm thường. Thưa thầy và cô Diệu Quang, có phải vậy không? Nhưng tại sao có người nghe qua họ nói tu dễ, xin thầy giải thích cho con rõ, cho chúng con rõ. Đó là một cái câu hỏi để rồi thầy sẽ giải đáp cái câu hỏi này, để cho thấy rằng cái từ cái chỗ mà quan niệm rằng cái sự đi tu là nó dễ dàng, sự thật ra nó không dễ dàng. Phải hết tâm, phải có nghị lực, phải có gan dạ, phải có sự bền chí thì nó mới có tu tập được. Đáp: tu không phải là việc dễ làm. Nếu một người chưa tu hành thì nghe qua cho là dễ. Tại sao từ 18 năm nay bao nhiêu tu sĩ và hiện giờ các con cũng tu hành vẫn chưa viên mãn? Tại vì mọi người nghĩ tưởng tu là dễ dàng nên đầu óc nghe sao tu vậy, không chịu tổ chức lại
sắp xếp và hoạch định một phương hướng tu tập có kỹ thuật và khoa học cho phù hợp với khả năng và bản chất của mình thì kết quả sẽ cụ thể, rõ ràng và nhanh chóng. Ở đây thầy trả lời cho thấy rằng cái tu hành đúng là nó không có phải dễ dàng đâu. Là tại vì chúng ta nghe sao rồi chúng ta cứ về tu vậy thôi, chứ chúng ta chưa biết cách sắp xếp nó như thế nào cho nó có một cái kỹ thuật, mà sắp xếp như thế nào cho nó có cái khoa học để cho mình tu tập nó mới có tiến bộ. Chứ còn không khéo thì nghe đâu tu đó thì tu riết chúng ta tu rối đầu hết, mà chúng ta chẳng có cái kết quả. Tại vì mọi người nghĩ tưởng ra tu là dễ dàng, cho nên khi mà nghe cái bài giảng đó rồi á, như tứ niệm xứ nè, hoặc tứ thánh định nè, hoặc tứ chánh cần, nghe nó vậy rồi bắt đầu chúng ta cứ tập trung tu, cứ tu thôi, chứ không sắp xếp được cái tổ chức, sắp xếp lại cái hoạch định, những cái định đó phải tu giờ nào, phút nào, hoặc là trường hợp nào, hoặc trạng thái nào phải tu cái định đó. Đó là chúng ta hoạch định. Thí dụ như bây giờ chúng ta sắp xếp là một ngày một đêm á, nó có 4 thời. Mỗi thời thì chúng ta tu 3 giờ hoặc 2 giờ. Rồi trong 3 giờ đó chúng ta phải tu cái gì trước, cái gì sau, và đồng thời phải cho hợp với cái đặc tướng của mình. Nhiều khi chúng ta đặt cái giờ đó là tu cái định đó, nhưng mà cái giờ đó cái trạng thái của tâm của mình nó không phải ở trong cái trạng thái để tu cái định đó. Vì vậy mà chúng ta phải thay đổi để mà tu một cái định khác cho nó phù hợp và nó có kết quả. Và cái sức của chúng ta, cái thời gian mà dài, chúng ta không đủ sức để mà tu, cho nên chúng ta lại tu ngắn hơn, vừa với sức của mình hơn. Cho nên do đó chúng ta phải thấy là cái kỹ thuật mà sắp xếp lại, mà hoạch định một cái phương hướng nó làm cho có một cái tổ chức tu tập hẳn hoi, nó rõ ràng và cụ thể thì nó mới có thể tu tập được. Chứ không phải là nghe như vậy chúng ta thấy dễ quá, bây giờ mình tu cứ mình ngăn chặn không cho ác pháp, cuối cùng thì tâm nó ly dục ly pháp. Nó không phải dễ như vậy đâu. Mà khi mà bắt tay vào thì suốt một ngày một đêm là 24 tiếng đồng hồ. Mà 24 tiếng đồng hồ chúng ta nghe như vậy, chúng ta cứ tập nổ lực, tập riết, đầu óc chúng ta nó rối bờ, nó bù ngủ, nó làm cho loạn sĩ sang ngầu hết. Nghĩa là bây giờ nó từ cái chỗ mà chúng ta đang có những cái tâm nghĩ ngợi cái này kia, bây giờ bắt buộc nó không nghĩ ngợi gì, nó cứ theo hành động chúng ta hoài, nó đó là một cái dạng của nó mới. Cho nên vì vậy mà trong khi cái tâm của chúng ta và cái thân chúng ta nó chưa quen cái đó, nó bắt đầu nó giật giả lại chúng ta, nó phản đối lại chúng ta, nó phản lại với chúng ta, nó làm chúng ta thấy nó mệt nhọc, mà nó chẳng có kết quả gì ở trong con đường tu, nó làm cho chúng ta thấy hết muốn tu. Đó là chúng ta chưa có biết cách tổ chức sắp xếp lại, hoạch định một cái phương hướng nó có kỹ thuật khoa học hẳn hoi, và nó còn phải phù hợp và thời gian cho đúng nữa, thì chúng ta sẽ tu nó nhanh chóng. Hầu hết là thầy nhìn chung chúng ở trong tu viện từ 18 năm nay cho đến giờ thì hoạch định cái chương trình tu nó không có phù hợp. Cái phương hướng mà hoạch định cái chương trình tu nó không có phù hợp, nó không có đúng với cái kỹ thuật khoa học mà chúng ta hoạch định một cái chương trình làm ăn cái gì đó. Thì ở đây cái sự tu tập chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hoạch định một cái phương hướng, một cái kế hoạch cho nó phù hợp, cho nó đúng với cái khả năng của mình, để khi mình vào mình tu, tuy rằng mình tu trong một phút, mà trong một phút với cái định đó là cái kết quả chúng ta nó hẳn hoi. Sau một phút đó chúng ta nghỉ một giờ cũng được nữa, nhưng mà khi nghỉ đâu có nghĩa là chúng ta tiếc rằng bây giờ mình cái thời gian này nghỉ nhiều quá, mình bỏ uổng thôi, mình cũng tu đi, bây giờ mình đâu có gì đâu, nghe trong người cũng khỏe. Nhưng mà tu là nó có cái tai hại, nó không có kết quả, mà nó đem đến những cái hậu quả là nó kéo dài cái thời gian chúng ta mất thôi, chứ không có gì. Bởi vì chúng ta tu nhiều quá thì có loạn tưởng, hay hoặc là có trào hối, hoặc là có thì miên, nó làm chúng ta nó không có tỉnh táo chút nào. Cho nên coi thì nó dễ dàng, nhưng mà nó thật sự là nó khó. Vì vậy mà phải sắp xếp đâu cho nó có một cái phương hướng tu tập, có kỹ thuật, có khoa học hẳn hoi. Tất cả pháp hành thầy đã dạy rất đầy đủ để các con tu tập đến nơi đến chốn, nhưng chỉ còn biết cách tổ chức sắp xếp cho hợp với khả năng của các con thì kết quả rất cụ thể. Nghĩa là mình phải suy tư rồi mình sắp xếp, mình thấy cái khả năng, cái thân và tâm của mình phải tu trong một buổi nó mấy phút, thì chúng ta sẽ tu trong một buổi mấy phút thôi, chúng ta tu chỉ cho nhiều. Rồi chúng ta nghĩ, mà nghĩ đâu có nghĩa là ức chế cái tâm mình, bảo nó đừng có niệm này niệm kia.
Khi đã mình nghĩ là mình trở về với cái bình thường của nó, như một người bình thường mà chưa biết tu, thì nó nghĩ gì nó nghĩ. Nhưng mà khi tới cái giờ mình tu thì hoàn toàn mình bảo nó là không có được nghĩ. Lúc bây giờ mình dưới cái sức khả năng của mình, trong 1 phút 2 phút thì mình bảo sao nó phải nghe. Cái sức của mình nó làm được cái chuyện đó. Còn bây giờ mình cái sức của mình chưa làm được, trong 5-3 phút mà mình đã làm tới 1 giờ 2 giờ thì thử hỏi làm sao mình làm cho được. Mình làm với cái sức của mình không đủ thì mình làm sao mình làm được cái chuyện lớn đó được. Cho nên mình làm với cái sức của mình trong cái nhỏ. Thí dụ như cái sức của thầy có sách chừng có 10 ký mà thầy ôm đồm cả 100 ký thì thử hỏi thầy chỉ còn có nước kéo lết đó chứ còn làm sao mà thầy lôi nó được. Thì các con cũng phải hiểu được cái chỗ tu tập của chúng ta, cái sức tu tập. Nghĩa là không có thể nào một người mà vô ngồi mà suốt 1-2 tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ mà cái tâm không có niệm vọng tưởng. Đó là một cái, cũng như là chúng ta đi kinh hành hoặc làm tất cả mọi hành động mà suốt từ giờ này đến giờ khác 5-3 tiếng đồng hồ như vậy mà nó không có một niệm khác xen vô, thì cái điều đó chúng ta thể hiện là chúng ta cũng nghĩ, là chúng ta cũng biết rõ ràng mà. Mà bây giờ mình tu tập thì mình biết trong 1 phút là đã thấy nó có cái niệm khác xen rồi giờ. Thì do đó mà cái sức của mình ráng 1 phút là cũng hết sức rồi đó. Chứ chưa nói gì, bởi vì mình phải sắp xếp làm sao cho nó phù hợp. Và mình biết cái pháp nào tu trước, cái pháp nào tu sau. Nếu là một cái trạng thái bình thường, còn nếu bây giờ trong cái giờ đó là mình sắp xếp cái giờ đó mình tu cái định đó như định niệm hơi thở, mà bây giờ nó buồn ngủ quá, mà mình cũng nói bây giờ cái giờ này là giờ tu định niệm hơi thở thì cứ khép chân ngồi thì tức là mình ngu si quá độ rồi. Mắt hôn trầm rồi mà cứ ngồi lên nó một chút thì nữa nó gục tới gục lui chứ làm gì mà chúng ta tỉnh nữa mà chúng ta tu ở trong hơi thở được. Cho nên ngay tuy rằng cái giờ chúng ta sắp đó là giờ cái định niệm hơi thở, nhưng mà ngay đó mà thấy nó đã bị hôn trầm, hay hoặc là chúng ta vừa ngồi lên 5 phút hoặc 3 phút mà thấy nó bị hôn trầm, nó gục một cái hai cái, là ngay đó là chúng ta xả, chúng ta sẽ tu một cái định khác. Mặc dù giờ đó là giờ của định niệm hơi thở, nhưng mà chúng ta biết rằng định niệm hơi thở chẳng qua là tu tỉnh thức. Tỉnh thức chứ chúng ta chưa có nhập định gì được hết. Vậy thì cái tỉnh thức của cái hành động mà đi kinh hành á, nó cũng là tỉnh thức. Thì như vậy là chúng ta bỏ cái ngồi, chúng ta đứng dậy, chúng ta tu kinh hành thì làm sao chúng ta có hôn trầm nữa, gục. Mình đi làm sao mình gục, phải không? Do cái chỗ mà mình tu nó vừa với cái sức, cái thời gian tu và cái thời gian nghỉ của mình khi mình mới tu, thì cái thời gian mình ngủ nghỉ nó phải, bởi vì mình chưa quen cho nên mình thức nhiều thì nó bị hôn trầm nhiều chứ sao. Cho nên mình thức ít vừa sức. Rồi lần lượt mình tu cái sức tỉnh nó tăng lên thì cái sự ngủ nó giảm lại, nó giảm lại thì mình tăng cái giờ giấc mình lên. Có vậy thôi, rồi bắt đầu cái sức tỉnh mình càng dài ra thì mình tăng lên từ 1 phút cho đến 10 phút, 20 phút. Còn đằng này thì chúng ta tu nhiều quá, quá cái sức. Đức Phật đã có ví dụ mà thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Một cây đàn nó có những cái dây mà căng lên để mà thành tiếng, để mà xảy ra tiếng âm thanh. Thì cái dây đàn nếu mà chúng ta căng nó dùng quá thì cái dây đàn nó sẽ không thành tiếng đúng cái âm của nó, mà nó thẳng quá thì nó cũng đâu có xài được và nó đứt dây nữa. Cho nên quý thầy nghe tu được giải thoát mau như thầy nói rằng trong 3 tháng rồi đến 6 tháng thì xong, thì quý thầy nỗ lực không đúng cách thì 3 tháng 6 tháng không xong mà lại đứt dây đờ, không còn thành âm thanh nữa. Cho nên ở đây mình 3 tháng 6 tháng mà biết cách sắp xếp, nó có kỹ thuật, có khoa học ở trên bước đường tu tập, hợp với khả năng, với thời gian tu tập của mình. Thì lúc bây giờ đó, thì mỗi một lần một chút mà mình tăng lên thì trong 3 tháng thì kết quả cụ thể rõ ràng. Nghĩa là 3 tháng mình đạt thành là do mình tu có chất lượng hẳn hoài. Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành, có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược, để bắt đầu một cuộc chiến tranh về nội tâm, giành lại chủ quyền, sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình an lạc, đó là nhiệm vụ của thầy. Nghĩa là hôm nay thầy trang bị cho các con một cái giáo pháp đầy đủ những cái pháp hành. Đụng cái gì thì nó có thể đụng cái trên cái mặt trận mà tâm lý của các con á, tham sân phiền não của nó, thì các con sẽ có những cái pháp để mà diệt trừ những cái đó đi, đánh bại những cái đó đi. Do đó thì cái vấn đề đó là cái vấn đề của thầy đã hôm nay đã sắp xếp cho các con có một cái trang bị cho các con có một cái giáo pháp để cho các con lúc nào mà đụng cái mặt trận tâm của các con, cái gì là các con có pháp mà các con đánh bại nó liền, các con giành phần chiến thắng lại, các con đem lại cái sự thanh bình và an lạc nơi thân tâm của các con. Cho nên ở đây trong cái bài này thầy trả lời cái chỗ này để cho các con thấy
để cho con thấy cái quan trọng của nó là cái sắp xếp được cái thời gian tu tập. Còn về cái phần mà trang bị, cái về cái phần mà hướng dẫn và dạy các con các pháp, thì các con thấy rằng thầy dạy các pháp hành rất là đầy đủ, mà có kỹ thuật ở trong đó, có khoa học, và cái pháp nào là chiến thuật, pháp nào là chiến lược, thì đó các con sẽ nhận thấy được những cái điều mà thầy dạy đó. Thì tất cả những cái pháp của thầy mà giảng dạy ra thì nó thật sự những cái pháp tu hành đó rất là khoa học, không có cái gì mà mơ hồ trừu tượng ở trong cái tu tập này hết. Cái gì nó cũng rất là rõ ràng, cái hành động tu nào nó cũng rất rõ ràng, nó không có cái mơ hồ, nó không có cái tưởng tượng ở trong đó, cho nên nó rất khoa học. Và cái những cái pháp mà sắp xếp cho quý thầy tu tập nó có kỹ thuật hẳn hoi. Nếu quý thầy xét thấy nó có kỹ thuật mà nói về mà để mà đấu tranh với cái nội tâm của quý thầy thì nó có chiến lược, chiến thuật hẳn hoi đàng hoàng, chứ không phải là cái này là một cái sơ sơ. Bởi vì nhìn qua cái giáo lý của nhà Phật á, là cái bãi chiến cái bãi chiến trường á, nó là nơi cái tâm của các thầy, mà nói chung á là nó đứng cái bãi chiến trường đó mà để cho chúng ta đánh bại cái giặc sinh tử á, thì nó ở trên bốn cái chỗ, bốn cái nơi mà nó thành lập cái bãi chiến trường đó là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chiến đấu ở trên cái bốn cái nơi này để mà chúng ta giành lại cái chủ quyền sinh tử luân hồi. Cho nên ở đây thầy xin nhắc lại cái đoạn này để cho quý thầy nhớ kỹ, sau này thầy sẽ photo cái đoạn này để cho quý thầy đọc lại và nghiên cứu kỹ lại. Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành, có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược, để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm, giành lại chủ quyền sinh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình an lạc, đó là nhiệm vụ của thầy. Còn về phần các con thì phải biết áp dụng, có kỹ thuật, có khoa học, nghĩa là mình áp dụng cái pháp đó. Nghĩa là bây giờ thầy đưa ra cái binh thơ đồ trận này, cũng như là Tôn Võ Tử đã dạy binh thơ về cái cách thức đánh giặc, chiến thuật chiến lược như vậy. Nhưng mà cái người mà làm tướng khi mà áp dụng cái chiến thuật chiến lược này thì cũng phải tùy vào cái mặt trận đó nó như thế nào, mình biết áp dụng cho đúng kỹ thuật khoa học của nó, thì cái những cái pháp mà thầy dạy đây nó rất là tuyệt diệu, nó đem lại kết quả cho quý thầy rất rõ ràng. Còn nếu quý thầy không biết áp dụng nó thì quý thầy áp dụng sai trật thì nó không mang đến kết quả. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, mình đang buồn ngủ mà ngồi đó hít thở thì tức là áp dụng sai rồi. Cái mặt trận này đâu có phải đánh cái chuyện đó được, mà thế mà nói bây giờ tôi đặt nó là cái thời khóa, là tôi phải tu cái định niệm hơi thở là giờ này, thì bây giờ tôi phải ngồi nó như vậy, tôi chiến đấu nó vậy. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi ở trong cái trạng thái ngồi mà nó bị cái tưởng nó làm cho cái thân dao động, cứ gục tới gục lui vậy, mà cứ ngồi đó để mà tu thì thấy như vậy nó sẽ đi về đâu. Cho nên trong lúc đó chúng ta áp dụng cái hơi thở là khi nào cái tăng thân tâm của chúng ta nó định tĩnh, còn nó dao động, nó động như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta có cái niệm khác để mà chúng ta tu tập trong cái thời gian đó. Như vậy là chúng ta biết áp dụng đúng kỹ thuật và khoa học của cái pháp đó vào cái thân thọ tâm pháp của chúng ta. Nói thì như vậy là cái phần đó là cái phần của các con, của các thầy mà tu tập. Còn cái phần mà đem những cái bài pháp này để mà dạy cho quý thầy đó, thì cái phần này là cái phần bổn phận đó của thầy. Cho nên thầy dạy mà nếu mà cái pháp, ví dụ như thầy dạy cái pháp mà mơ hồ trừu tượng như là Phật tánh, hoặc là như là mình biết giọng liền buông để rồi mình sẽ thành Phật, hết giọng mình thành Phật, thì cái chuyện đó là cái chuyện mơ hồ rồi. Còn cái chuyện này nó thật sự là khi mình chiến đấu, mình thắng được cái tâm tham, thì mình không có tham thì mình không khổ, mình không sân thì mình không khổ, mình không si thì không mê mờ, thì đó là mình chiến thắng được tham sân si. Và cái tâm không ham muốn thì mình chiến thắng ngay cái lòng ham muốn của mình thì mình sẽ thoát khổ, nó thực tế và cụ thể. Còn bây giờ mình ngồi đây để giữ cái tâm mình không vọng tưởng, để rồi nó hết tham, hết sân si, thì cái đó nó không thành cái vấn đề rồi, nó hoài cái vấn đề đó rồi. Thì do đó là một cái pháp nó không có khoa học, nó không có cái kỹ thuật tu tập, ngồi mà giữ tâm mà thì chúng ta làm sao. Nhưng mà cái kỹ thuật của chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta muốn giữ cái tâm của mình cho nó không có vọng tưởng, để mình ngăn chặn cái pháp ác, thì lúc bây giờ đó mình hướng tâm mình nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, hay là hơi thở vô tôi biết hơi thở vô, hơi thở ra tôi biết hơi thở ra. Mình nhắc như vậy tức là mình sẽ nhớ được cái hơi thở mình đang thở ra thở vô, rồi một lúc nữa mình nhắc. Như vậy mình có pháp hành đàng hoàng mà, mình có kỹ thuật đàng hoàng mà. Còn cái này bắt mình ngồi đây giữ tâm, vọng tới rồi mình buông, vọng tới mình buông. Thí dụ đó là cái pháp buông tri vọng,
thì bây giờ có cái pháp nào ngăn chặn nó đâu, thì luôn luôn cái tâm chúng ta phải sanh vọng thôi, có gì đâu. Nó như vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không có cái pháp ngăn chặn, còn ở đây chúng ta có cái pháp chặn nó được, đứng nó liền. Bởi vì chúng ta hướng tâm là chúng ta đã chặn được cái tâm, tức là cái vọng tưởng. Chúng ta làm chủ hẳn hoi. Bởi vì những cái pháp thầy dạy, từ cái làm chủ này cho đến cái làm chủ kia, đều là những cái pháp nó rất là rõ ràng, nó có kỹ thuật hẳn hoi đàng hoàng. Và nó khoa học là nó thực, chứ nó không phải trừu tượng mơ hồ. Nó, thầy ý thầy muốn nói như vậy đó, thì các thầy với các con phải suy ngẫm là có phải đúng không. Cho nên những cái pháp thầy dạy nó có kỹ thuật đàng hoàng, nhưng mà chúng ta biết áp dụng đúng trong cái môi trường, cái hoàn cảnh và cái thời gian, cái tâm trạng của mình, thì nó sẽ kết quả rất lớn. Mà chúng ta áp dụng sai là tự chúng ta, chứ đâu phải tự thầy giải pháp sai. Cho nên 18 năm nay mà không có người thực hiện được viên mãn là vì đem những cái pháp của thầy mà áp dụng vào sai. Hay vì cái lúc này chúng ta đánh du kích, thì bây giờ chúng ta là đem những cái quân du kích này đi đánh hiện đại, thì đem ra như vậy là chúng ta đã tiêu hủy hết những cái quân đội du kích này rồi. Súng đạn chúng ta bằng tầm dông vật nhọn mà đi đánh với vũ khí hiện đại thì chúng dập mình là tiêu na tan hết còn gì. Cho nên đó là một cái sai, không đúng. Bởi vì trong lúc này mà ngày nào cũng để giữ cái tâm của mình không có vọng tưởng, giờ này đến giờ khác, thì thử hỏi coi như là mình đem cái chiến trường này là mình dùng cái hiện đại để mình đánh rồi. Trong khi cái sức của mình nó chưa đủ thì mình phải là dùng chiến thuật du kích nhé. Lâu lâu vậy mình đạt nó được một phút mà không có tầm tứ, đó là quý lắm rồi đó. Nó thì ở đây thầy muốn nói về cái vấn đề mà cái mặt trận của nội tâm chúng ta để chiến thắng được cái sanh tử luân hồi, chiếm là cái chủ quyền, làm chủ được cái sanh tử luân hồi, không phải là một cái chuyện dễ. Nó rõ ràng mà, vì từ lâu tới giờ chúng ta chết, ai ở đâu làm chúng ta chết mà chúng ta muốn sống sống được. Không có người nào mà giờ phút chết mà họ muốn sống mà là họ sống được. Mà người nào cũng muốn sống, có người nào muốn chết đâu. Cho nên cái quyền mà làm chủ sống thì chúng ta không có quyền. Phải chừng chết là nó chết à. Phải chịu thôi. Thương con, thương vợ, thương cái, thương cha, thương mẹ gì, tới chừng mà nó giật mình nó chết rồi thì cũng đành chịu nhắm mắt đi chết, chết thôi. Chứ còn không nói là tôi thương là tôi sống lại được, không có bao giờ được. Cho nên cái quyền làm chủ thì không được. Mà sanh thì chúng ta cũng không làm quyền sanh được. Nghĩa là luân hồi, tiếp tục luân hồi thì chúng ta không làm chủ. Chết rồi không biết đi về đâu. Nếu mà chúng ta đã làm chủ được luân hồi thì tức là chúng ta biết sanh ở chỗ nào rồi chứ gì. Đó là những cái mà ở đây cái mục đích của chúng ta là giành lại cái chủ quyền, làm chủ được cái sanh tử luân hồi để chúng ta không còn khổ đau nữa. Rồi cái đời sống của chúng ta hiện đang sống cũng như đời sống mà mai sau này nó đều có một đời sống thanh bình và an lạc. Nó không có còn ai làm khổ mình được hết. Đó là những cái pháp môn mà của Phật nó dạy như vậy, nó quý giá như vậy đó. Ai ở đời này mà không muốn cái cuộc sống mình an ổn thanh bình, ai muốn nay chuyện này mai chuyện khác để rầy ra. Cho nên đó là một cái mà chúng ta thực hiện cụ thể và rất là khoa học cho những cái pháp môn này. Trong tất cả mọi người, cuộc chiến đấu nào cũng gian nan, nhất là cuộc chiến đấu nội tâm lại càng gian nan hơn nhiều. Các con và các thầy thấy khi mà trong cuộc chiến đấu như cái cuộc chiến đấu để mà giành độc lập đất nước thì chúng ta biết gian nan vô cùng chứ đâu phải không? Kể tưởng như là mình cũng không còn sống ở trên cái thế gian này khi mà bom đạn nó dội như vậy. Còn bây giờ cái cuộc chiến đấu mà nội tâm mình nó còn gian nan hơn là cái cuộc chiến đấu giải phóng quê hương chúng ta. Mình phải thấy được cái điều đó chứ. Cho nên do cái chỗ gian nan này mà chúng ta biết rằng cái người tu rất ít đạt được, chứ không phải là người nào cũng vô đó mà đạt được. Nhưng chúng ta biết Phật pháp rất hay, khoa học, kỹ thuật hẳn hoài, những cái pháp tu rất cụ thể, rõ ràng, không có trừu tượng mơ hồ, mà đưa thẳng vào chúng ta thoát ra cảnh sống đau khổ, thoát ra cái cảnh mà sanh tử luân hồi, cái cảnh thọ những cái cảm giác đau đớn, thoát ra khỏi những cảnh đó. Vì thế mà trên cái sự gian nan cực khổ nào, chúng ta cũng không từ nan để mà chiến đấu lại cái đời sống, cái con người của chúng ta để làm chủ được cái sự sanh tử luân hồi đó. Cho nên một cái người mà có trí tuệ, có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ nhìn cái đời nó chẳng có đáng một đồng xu nào hết. Cái cuộc sống của con người bây giờ nó không có đáng một đồng xu nào hết. Mà chúng ta phải trở về làm chủ, đòi lại cái quyền làm chủ của chúng ta trong sự sống chết này. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là một con người nô lệ cho cái sự sanh tử luân hồi này. Nó làm gì thì chúng ta cũng chịu đầu hàng trước nó, chứ chúng ta không làm sao mà làm chủ được hết. Cho nên ở đây trong cái vấn đề mà tu tập thì các con cũng phải hiểu rằng tu thì gian nan, nhưng mà vì nó giải phóng được cái đời sống của con người ra khỏi những cái đau khổ đó,
thì chúng ta gian nan, nhưng mà chúng ta phải có một trường kỳ mà đấu tranh để mà chúng ta vượt ra cái gian nan này, chúng ta để độc lập được cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta chứ. Đó là những cái điều mà thầy khuyên nhắc, đừng có thấy cái lạc, cái cám dỗ của thế gian mà tưởng là nó là hạnh phúc đâu, nó không hạnh phúc đâu. Nó là miếng mồi để cho loài tôm cá, cái loài mà háo ăn, để mà mắc bẫy nó mà thôi, mắc câu nó mà thôi. Cái lạc của thế gian mà chúng ta ngỡ rằng sung sướng thì cái đó là cái miếng mồi do nhân quả nó câu nhắc chúng ta đó. Nếu người nào mà tâm mà không dứt khoát được mà ham cái miếng mồi đó sẽ bị mắc cái lưỡi câu đó, và sẽ bị vào cái rọ, vào cái lờ của những cái người mà chuyên săn làm, chuyên săn bắt cái loài vật. Thì chúng ta chẳng qua là những cái người ngu si mà không thấy được cái lưỡi câu, không thấy được cái rọ, không thấy được cái bẫy, mà nhào đó để mà háo ăn, thì nhào đó là chúng ta càng thấy càng khổ, càng đau khổ hơn. Thử hỏi ai xung quanh chúng ta đây, ai người nào cũng đang ở trong cái bẫy rọ đó, thì thử hỏi ai là người thoát ra bẫy rọ này, ai là người mà đang thoát ra được cái lưỡi câu móc này? Nhìn chung đây có ai thoát ra chưa? Chưa, chúng ta còn đang bị mắc cái lưỡi câu đó, làm sao mà chúng ta gỡ ra cho được? Cách thức hôm nay Đức Phật dạy chúng ta cách thức để gỡ ra những cái lưỡi câu đang móc vào miệng chúng ta đây, chúng ta đang giải chết đây, chúng ta không thấy. Hằng ngày thân và tâm chúng ta từng vô thường để chứng tỏ rằng sự giải dụa trên cái sự chết chóc của chúng ta, trên cái sự đau khổ của chúng ta. Thế mà chúng ta vui, chúng ta thấy đó là những cái miếng mồi thơm ngon, nhưng đó là cái gạt gẫm của những cái tai, những tai vô thường, những cái tai săn bắn, những cái tai săn mồi này, nó đã gạt chúng ta đó. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, phải thông minh để mà chúng ta tìm mọi cách với cái con đường hướng mà Đức Phật đã gỡ được cái lưỡi câu của thế gian mà Đức Phật xưa kia cũng đã bị mắc phải chứ không phải là không mắc. Hỏi về định niệm hơi thở, con vẫn giữ thời gian 30 phút, tâm yên lặng không tạp niệm, có sức tỉnh thức hơn trước nhưng chưa đạt được sự vắng lặng, có phải con xả tâm chưa sạch không thưa thầy? Ở đây á, cái người mà tu mà ngồi mà nhiếp tâm 30 phút mà không có tạp niệm, tức là không vọng tưởng á, tâm rất yên lặng á, đó là một thời gian phải tu tập hết sức. Thầy muốn nói như thế này này cho các con hiểu này. Cái thời gian mà các con mà về đây tu tập với thầy, các con nhớ kỹ là từ khi mà thầy biết rằng cái định niệm hơi thở nó quan trọng như thế nào, mà thầy đã dạy các con về cái định niệm hơi thở, từ cái ổn định hơi thở để sống cho được trong cái hơi thở bình thường, rồi tập cái hơi thở để làm cái tụ điểm, rồi bây giờ cho đến bây giờ thì chúng ta đã quen đi với cái hơi thở. Thầy nghĩ rằng trong suốt 3 năm mà các con luyện tập với hơi thở, mà hôm nay 30 phút mà không tạp niệm, chỉ duy nhất trong cái hơi thở bình thường của mình, thở ra thở vô nhẹ nhàng, đó là cũng là kết quả rất lớn của các con rồi đó. Đừng nghĩ rằng 30 phút không tạp niệm và được ở trong một cái sức tỉnh thức, ở trong cái yên lặng này, không phải là một chuyện của người dễ làm, mà phải có sự có công tập luyện hết sức mới được, có tâm tha thiết nỗ lực mới tu tập. Nhưng các con đừng làm, đừng để cho thân các con dao động ở trên 30 phút này hoặc là 1 giờ này, thì cái sai của các con sẽ đưa các con đi vào biển chết, chứ không còn cái biển thiền định nữa đâu. Cho nên hãy giữ thân tâm bất động, yên lặng như là pho tượng, như là gốc cây, như là tảng đá, thì các con mới tiến sâu được vào thiền định. Còn nếu không thì không thể nào tiến vào được thiền định. Đáp, chỗ đạt được tâm vắng lặng có 2 phần. Ở đây muốn nói về cái tâm yên lặng á, thì 30 phút không vọng tưởng. Nhưng mà từ cái chỗ yên lặng nó phải đi đến cái chỗ vắng lặng. Ở đây thì cái câu hỏi nó có hỏi thầy á, nhưng chưa đạt được sự vắng lặng, có phải con xả tâm chưa sạch không thưa thầy? Nghĩa là trong khi được yên lặng, có tâm yên lặng không vọng tưởng 30 phút, nhưng bây giờ nó tu mãi mà nó không đạt được cái sự vắng lặng, cho nên mới hỏi thầy, chứ không phải nói nó đã đạt được 30 phút yên lặng như thế này kia. Bây giờ con đã đạt được 30 phút yên lặng, nhưng mà cái trạng thái vắng lặng con vẫn tu, vẫn hướng
mà nó không vắng lặng. Như vậy là tại tâm con chưa xả, hay là con tu nó chưa tới mức nào mà nó chưa được đạt vắng lặng. Cho nên ở đây thầy đáp ngay liền cái câu hỏi chính của nó là ở chỗ chuẩn bị cho cái tâm của mình vắng lặng mà mình chưa đạt được vắng lặng. Đáp chỗ đạt được tâm vắng lặng có hai phần. Một là sáu thức Phật pháp cho thật chặt ở tụ điểm. Nghĩa là cái phần thứ nhất muốn mà đạt được cái trạng thái mà tâm vắng lặng đó, thì thứ nhất là sáu cái thức Phật bám chặt cái tụ điểm. Nó có ba phần chứ không phải hai phần. Nó có ba phần. Nó có ba phần. Cái phần thứ nhất á thì phải bám chặt sáu cái thức bám chặt cái tụ điểm. Cái phần thứ hai á là pháp hướng phải cụ thể và rõ ràng. Nghĩa là mình trạch pháp cái pháp hướng, mình nhắc cái tâm bám cho chặt như thế nào đó, và hướng tâm cái nhĩ căn của mình phải quay vào trong, đừng có nghe ra ngoài. Thì do cái chỗ pháp hướng này mà nhắc cho đúng tên đúng họ, đúng cái trường hợp của nó, thì cái tâm bám chặt và cái pháp hướng cho cụ thể, thì cái tai nó sẽ gom lại, nó không nghe bên ngoài, thì cái âm thanh nó sẽ vắng lặng. Ba là phải tiếp tục xả tâm bằng định vô lậu. Nghĩa là ba cái trường hợp ở đây, nó ba cái điều kiện, ba cái phần đó. Thì phần thứ nhất là phải bám chặt tụ điểm. Phần thứ hai là cái pháp hướng phải cụ thể. Phần thứ ba là phải xả tâm. Nếu mà cái người mình muốn tu vắng lặng mà luôn luôn tiếp duyên mà tâm nó giận hờn phiền não, thì cái sự vắng lặng này cũng không đạt được, dù cái pháp hướng có đến mức độ nào, cũng có đúng cách nào đi nữa, cũng cụ thể cách nào, nó cũng không làm sao mà cái tâm nó vắng lặng được đó. Mà bây giờ đó, tiếp tục xả tâm bằng cái định vô lậu. Nghĩa là nếu có đối tượng thì mình xả tâm bằng đối tượng, mà nếu không mình xả tâm bằng nhân quả, bằng có đối tượng thì xả tâm bằng nhân quả, mà nếu không đối tượng thì mình xả tâm bằng định vô lậu. Như vậy thì các thầy thấy cái chỗ mà tiếp tục xả tâm này nó có hai phần nữa. Cái phần mà xả nó bằng nhân quả, nghĩa người ta chửi mình thấy nhân quả là đây là mình dai người ta chửi mình, do đó cái tâm mình xả liền, mình thấy liền đây là cái nhân quả mà đời trước mình đã tạo, đời nay mình phải chịu gánh chịu cái quả này, cho nên mình vui vẻ mà để trả cái quả này, cho nên mình xả được tâm liền. Đó là mình phải thấy tiếp tục xả tâm thì nó bằng hai phần, hai lối. Lối thứ nhất là có đối tượng thì xả bằng nhân quả. Lối thứ hai thì mình phải xả bằng định vô lậu, bằng pháp hướng, tâm như cục đất, không có tham sân si nữa. Nhắc nó như vậy cho nên đến khi mà nó gặp tham sân si thì nó không tham sân si nữa. Đó là mình phải xả hai phần. Bởi vì có lúc mình mới có đối tượng, còn có lúc mình không đối tượng thì mình lấy cái gì mình tu, mình ngồi không thì nó uổng phí thời gian. Cho nên không có đối tượng thì mình tu định vô lậu để mà xả tâm. Mà có đối tượng thì mình tu bằng nhân quả thì cũng xả tâm. Mình cũng đoạn dứt được các pháp ác đó. Hỏi thưa thầy, ba pháp môn diệt định, diệt tầm, diệt tứ, hai là hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ, ba là tịnh chỉ tầm tứ, nó khác nhau thế nào, xin thầy giảng cho con được rõ. Nghĩa là cái ba cái pháp này á thì hải tâm hỏi thầy á, định diệt tầm diệt tứ và hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ và tịnh chỉ tầm tứ nó khác nhau giống nhau như thế nào. Nó sẽ hỏi thêm thầy, chỗ con hiểu á, còn tứ là còn tắc ý ra để diệt tầm, tịnh chỉ tứ là không còn hướng tâm nữa, vậy mà tứ nhị thiền đến tứ tam thiền đều phải dùng pháp hướng. Nghĩa là từ cái chỗ mà phải tắc ý ra mà dùng cho cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lẽ ra thì bây giờ cái nhị thiền đó, mình diệt tầm tứ rồi, thì bây giờ tới tam thiền á, thì bây giờ diệt rồi thì mình lấy gì mình tắc ý ra nữa, tức là làm sao có tứ nữa mình tắc ý ra để mình nhập tam thiền. Mình đã nhập xong rồi á, mà xong rồi mình diệt tầm tứ rồi thì mình làm sao mà mình tắc ý ra để mình nhập tứ thiền. Ý nó muốn hỏi thầy cái chỗ đó, nghĩa là bây giờ diệt tầm tứ rồi là mình không còn tắc ý ra nữa, thì khi mình nhập nhị thiền á, diệt tầm tứ rồi, thì như vậy là khi mà nhập tam thiền á, thì đã diệt tầm tứ rồi thì đâu có lấy gì mà mình lại hướng tâm mình tắc ý ra nữa để mình nhập tam thiền được. Vậy thì từ cái trạng thái mà của diệt tầm tứ đó thì chúng ta kéo dài cái trạng thái đó thì chúng ta sẽ nhập tam thiền chứ gì. Ý nó muốn nói vậy. Và đồng thời chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái mà tam thiền chúng ta kéo dài ra nữa thì chúng ta sẽ nhập tứ thiền chứ gì. Ý nó như vậy. Cho nên nó không tắc ý ra được nữa.
Và nếu mà không tác ý thì chúng ta ở trong một cái trạng thái của nhị thiền với tầm tứ đó, chúng ta cứ kéo dài hoài, ngồi cứ tăng lên từ giờ này đến giờ khác, thì sẽ nhập tam thiền và sẽ nhập tứ thiền. Hầu như người ta nghĩ rằng mình kéo dài cái thời gian của một cái trạng thái diệt tầm tứ đó thì nó sẽ lâu ngày, lâu nhiều giờ ra thì nó sẽ nhập những cái thiền cao hơn. Còn cái mới mà chúng ta nhập 1 giờ 2 giờ mà diệt tầm đó, thì coi như là nhị thiền, mà từ 8 giờ 10 giờ thì coi như tam thiền, mà ngồi được 1 ngày 2 ngày là coi như là tứ thiền. Ý nó hỏi như vậy đó. Nghĩa là chúng ta thường nghĩ rằng khi nào cái tâm nó hết vọng tưởng rồi, chúng ta cứ ngồi hoài, ngồi nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ nhập được thiền định cao chừng ấy, chứ không có gì khác hơn. Đó là cái hiểu chung của mọi người trong cái thời đại. Không có đúng cách đâu. Đáp: thật là con điên đảo. Nghĩa là hỏi câu hỏi đó là rất là điên đảo đó, chưa thấy được cái thiền định đó. Định diệt tầm tứ là một cái tên khác của nhị thiền. Không? Bây giờ cái tên của nó đó gọi là định diệt tầm diệt tứ, thì nghe cái tên định diệt tầm diệt tứ thì chúng ta biết đó là nhị thiền. Không? Đó là cái định nhị thiền. Hay gì chúng ta thấy 2 cộng 4 bằng 2 cộng 2 bằng 4, thì 4 nó là cái tên 4, mà 2 cộng 2 thì nó cũng là 4, cho nên hai cái này nó chỉ là 1 chứ không 2. Cho nên nói là định nhị thiền thì người ta nói cái tên nhị thiền đó, cũng như người ta nói 4 là cái số 4 đó, thì chúng ta biết là 2 cộng 2 thì nó cũng là 4 đó. Cho nên nó định diệt tầm diệt tứ thì đó là cái tên để chỉ cho cái định nhị thiền. Thì chúng ta biết liền, hãy nói định diệt tầm diệt tứ chúng ta biết là nhị thiền. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nó không có khác. Bây giờ đến cái câu mà thứ ba nó hỏi, cái chỗ mà hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ có khác với cái chỗ mà cái định diệt tầm diệt tứ này không? Bởi vì tịnh chỉ nó cũng là ngưng cái tầm tứ, rồi diệt tầm diệt tứ nó cũng ngưng cái tầm tứ, không? Bây giờ cái hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ này nó có khác với cái định diệt tầm diệt tứ này không? Cái hướng tâm mà tịnh chỉ tầm tứ này nó khác chứ nó không giống. Ở đây thầy nói thật là con điên đảo. Định diệt tầm diệt tứ là một cái tên khác của nhị thiền, nó không phải là pháp hành để con tu tập nó. Nó chỉ là một danh từ để chỉ định. Thí dụ như nó diệt tầm diệt tứ là chúng ta biết là cái tên đó.